Hello, chào mừng bạn đến với kênh Hai Studio. Hôm nay mình sẽ demo cho bạn tính năng rất là hay của smartphone kết hợp với micro băng cài áo, giúp cho chúng ta có thể quay được những cái video từ khoảng cách rất là xa nhưng mà vẫn thu được tiếng rất là rõ. Mình đang quay phim với lại con Google 6 thì hiện tại mình đang ngồi rất là gần camera, do đó bạn nghe tiếng rất rõ. Tuy nhiên nếu như mà mình lui ra xa thì chắc chắn bạn sẽ không nghe được tiếng rõ như thế này. Thì có một cái cách rất là hay, đó là chúng ta sẽ tận dụng cái camera quay hình bình thường và không cần lấy tiếng từ camera, nhưng mà tiếng chúng ta sẽ thu từ cái micro của cái smartphone này. Rất là hay. Bây giờ chúng ta cần một cái chiếc smartphone nào cũng được, để chức năng nào mà cái smartphone nào có chức năng ghi âm tốt là được. Và bây giờ chúng ta cần một số điều kiện tiếp theo, đó là cái micro này, micro cài áo. Đây là micro cài áo dành cho smartphone, và chúng ta cần một cái để lấy đây. Xong với cái iPhone của mình cùng với dây cáp này, và một số thứ mình sẽ để trong túi. Bây giờ mình sẽ ra xa và mình sẽ quay thử tiếng nói, thì mình sẽ thâu từ cái micro này truyền qua đây. Tốt được, nên mình phải thâu tiếng từ chiếc smartphone này đó bạn. Qua cái video này mình muốn bạn biết thêm một cái cách để thu âm từ xa khi quay video ngoài trời, đó là chúng ta cần một cái máy quay phim cố định, đặt ở một cái chân cố định. Bạn có thể dùng bất cứ thiết bị quay phim nào cũng được, có thể quay phim bằng camera quay phim hoặc là dùng một cái chiếc smartphone khác đặt trên một cái chân đứng cố định để quay phim từ xa. Đồng thời bạn chuẩn bị một cái chiếc smartphone khác để chúng ta tiến hành thâu âm từ việc gắn cái micro cài áo vào cái chiếc smartphone đó và bật cái chương trình ghi âm lên. Và chúng ta có thể để cái chiếc smartphone này ở trong túi áo hoặc là túi quần hoặc là trong áo khoác để che đi, giấu đi cái chiếc smartphone đó, mà người xem người ta
xem video bạn nói mà người ta không có nhận ra được là mình đang sử dụng hai thiết bị cùng một lúc khi quay một video. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta chỉ cần lấy cái phần audio đã thâu từ chiếc smartphone của bạn và bạn lồng ghép vào cái phần video đã quay được từ cái thiết bị camera quay phim hoặc là một cái chiếc smartphone nào đó bạn đang quay phim cố định. Thì khi đồng bộ thì chắc chắn là cái phần audio nó sẽ khớp với lại phần video, bởi vì bạn đang quay cùng lúc, về việc đồng bộ nó sẽ dễ dàng ha. Thì đây là một cái kinh nghiệm của mình về việc quay những cái video từ xa mà bạn vẫn muốn quay âm thanh rõ nét. Thì cảm ơn bạn đã theo dõi video hướng dẫn từ đầu đến giờ của mình. Nếu như bạn thấy video này hay, hãy like giúp mình cũng như chia sẻ video này giúp mình nha. Và đặc biệt hãy click đăng ký kênh CD2 Studio để nhận được những cái video hướng dẫn về kiếm tiền trên YouTube cũng như là những cái video về cách làm vlog hiệu quả của mình nữa nha. Rồi, chúc bạn thành công và đừng quên click vào cái đường link cái sản phẩm micro cài áo nếu như bạn thực sự muốn mua một cái thiết bị như thế nha. Rồi, cảm ơn bạn, xin chào.